Vâng, chính chủ cần bán lô đất diện tích 110 m2 ở phường Vĩnh Hòa. Thì dưới lô đất này mọi người, nó nằm ngay đây. Đấy. Ngay chỗ xe cẩu này. Chiều ngang thì 5 m, sâu hơn 20 m. Phía sau là các cái kè người ta làm để xây những cái căn biệt thự mini view núi view biển ở đây. Thì đường hiện trạng của cái lô đất này thì có rơi khoảng 7 m, đường này quy hoạch 13 m nè. Thì cái diện tích 110 m là đã trừ lộ giới rồi. Thì từ đây ra biển rất là gần mọi người nha, từ đây ra biển này. Biển đây. Đi theo cái cung đường Nguyễn Trích hoặc là đường Điện Biên Phủ này. Nó ra biển này khoảng 1,5 km thôi. Đất này đất hướng nam hơi trách tây một tí. Đấy. Rất là đẹp. Sổ sách rõ ràng, không tranh chấp, không thế chấp với ai cả. Lót ngay đây mọi người nhé. Một lần nữa nhìn này, đây. Nghe đống gạch có cái xe ủi đây ạ. Đường thông. Còn quý anh chị em có nhu cầu tìm đất xây nhà thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở dưới cái mô tả của video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.